giành được độc lập, tự do cho dân tộc, nhiều đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trước làn tên mũi đạn của quân thù. Là người đứng đầu đất nước, với tấm lòng yêu nước, thương dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng, kính phục những đồng bào chiến sĩ đã vì nước quên thân. Ngày 10 tháng 3 năm 1946, báo Cứu Quốc đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn người viết: "Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng." Tiếp sau đó, trong thư gửi đồng bào miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại viết: "Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ và đồng bào Việt Nam đã vì Tổ quốc mà hy sinh anh dũng." Hơn nửa tháng sau, khi đi Pháp về, ngày 7 tháng 11 năm 1946, người đã đến dự lễ Mùa đông binh sĩ do Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tổ chức tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội, vận động đồng bào ở hậu phương đóng góp tiền của để may áo chấn thủ cho chiến sĩ thương binh bệnh binh. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội. Một số chiến sĩ trong lần đầu tổ chức, báo Vệ Quốc số 11 ra ngày 27 tháng 7 năm 1947 đã đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thường trực Ban Tổ chức Ngày Thương binh Toàn quốc. Đầu thư người viết: "Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của Tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh." Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: "Thương binh là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy." Cuối thư, người vận động đồng bào nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của người và của tất cả các nhân viên của Phủ Chủ tịch. Năm sau, ngày 27 tháng 7 năm 1948, trong một lá thư dài đầy tình thương yêu, bác viết: "Nạn ngoại xâm như trận lụt to, đe dọa tràn ngập cả non sông Tổ quốc, đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con, dân ta. Trong cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta quyết đem xương máu của họ đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững
để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập tổ quốc, làm hại đồng bào. Họ quyết liều chết chống địch để cho tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý. Vợ trẻ trở nên bà quá. Con dại trở nên mồ côi. Trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ. Tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được, và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh. Theo gương Bác, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách chăm lo cho thương binh liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp luôn quan tâm thực hiện từ bấy đến nay.